Rồi xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em lại rảnh em lại đi hàng bãi. Thì thấy ở cái bãi này rất là đẹp. Đồ máy móc thì rất là nhiều, xe lăn tay, xe lăn điện, rồi xe lăn dài. Đó, thì ghé quay cho anh em coi, xem anh em có nhu cầu cần gì thì em mua hộ ở các tỉnh ở xa. Còn nếu mà anh em ở gần thì ghé cửa hàng Thuận Phát chứ. Thuận Phát là 346 quốc lộ 1 A. Khu phố 3 phường Lâu, phường Bình Hưng Hòa nhé, quận Bình Tân. Đó. Thì hôm nay em đi coi cái máy cuốn ống với cái máy lóc tôn. Đó, thì tiện thì ghé đây giới thiệu sơ sơ cho anh em một số cái xe lăn. Xe rất là đẹp, lăn tay rồi lăn lăn bàn này. Đó, thì cái xe này. Đó, rất là cứng cáp. Con này chắc nó lên cả tấn quá, mấy trăm ký. Đi đơn giản như thế này thôi mà nhìn nhận người ta làm rất là đẹp nhé. Đây rồi, con nâng tay này, nâng tay này, ba cái kho. Kho hàng mà anh em cần thì mua con này 500 kg này. Đó. Con này lưng bằng dây cáp. Con này 500 kg được ấy. Nó rất đơn giản thôi nhưng mà lại rất hiệu quả nhé. Còn con này chắc cả con này tem nó mờ quá. Mấy con này chắc tầm con tấn này. Con này lưng rất là khỏe này. Đó. Đây, mấy con này cũng đấy, lưng hay hạ xuống này. Đạp lên là lên, lên. Đó, 500 kg này. Đó, rồi còn rất là nhiều máy nhá. Xe lăn tay. Đó, chốc mình xem có mua được cái gì thì mình mua. Đây là cái máy rung này. Máy rung hàng để rung lắc cho nó đánh bóng hàng cho đá rồi đây. Máy này máy trộn. Toàn máy đẹp không? Máy cắt này. Máy này rất là nhiều. Máy cắt tay, cắt tôi chậm. Cái đột tay, đột thủy lực. Đó, một con xe hút bụi, hút nước. Giới thiệu sơ sơ cho mọi người cái này đó. Con này 500 kg chạy bằng điện này. Nút bấm, nút tới, nút về. Rất là hiện đại. Bằng điện, bình ắc quy đầy đủ, xe. Còn con này lưng cao này. Lưng cao rất là ngon. Hai con lưng cao luôn. Đó. Lưng tay đây. Con này lưng tay. Con này nâng điên luôn này. Rất là đẹp, đây là 3-4 mét luôn nhá. Bên đây cũng vậy này. Có một cái con xe này mà xe của người ta tập.
bác nào ở xa mà không đến đây mua được thì mua con này cho các cụ già này, các cụ già người tàn tật cha mẹ mà có ai mà yếu mà không đi được thì mua con này chạy rất là tốt đó. Xe lưng thùng phi thùng nhất này. Đây con này nữa này, rất là đẹp. Đấy, đấy lên lên đầm mầm rất là nhẹ. Con này cũng vậy, xe lưng điện luôn, lưng điện nhưng mà đáy tay. Đó, còn con này cũng là lưng điện motor thì lực luôn. Đó, anh em mà có nhu cầu làm về chuyên xe lưng thì cần cái xe lưng nào thì cứ liên hệ nhé. Đây con này lưng lưng tay bằng cáp luôn này. Đó, lưng tay này. Đó. Rất là đẹp. Con này lưng điện luôn. Hai con này lắp điện luôn. Đây là chùm xe lưng luôn. Wow, mấy con này dễ thương này. Các bác nào mà dùng chở cây kiếng hay này kia thì đấy, chơi con này này. Rất là nhẹ nhá. Đó. Wow, con này rất là đẹp. À, đấy này. Tay gạt gần gấp được này. Đó, lên này. Rất là ngon. Đó. Lên ào ào luôn. Đấy. Đúng là của Nhật nó khác. Thế cái này hạ xuống này. Đó. Con này 150kg nha các bác. Con này không biết giá tiền bao nhiêu mà em chưa hỏi. Bao VIP luôn. Thế này anh em mà chén chậu hoa hay là này kia. Hai con này dễ thương không? Mấy anh ấy rất dễ thương, 150kg này. Đó, các bác quan tâm thì liên hệ 0989821011 nhé. Em mua hộ giúp cho. Kiếm 1-2 xị thôi. Đó, rất là đẹp nhá. Nào cũng có luôn. Đây lân điện. Ô, còn con này nâng nâng mi nhon này với óc ách nữa này. Còn này nâng bé tí nữa này. Đó. Bác Nhật bác làm khéo ghê luôn. Con này cũng ngon này. Chùm xe lưng luôn. Còn rất là nhiều xe lưng nhá. Lưng tay. Ê tô mâm cặp. Ở đây có con Komatsu nhỏ nhỏ này. Con Komatsu này em có nhu cầu thì mua con này cũng được này. Con này là Minion. Không biết là lưng được mấy trăm ký hay là mấy bao nhiêu kg. Con này chắc là 500 ký quá. Thì là lưng điện nhé. À lưng như lưng điện đúng không? Lưng điện được rồi. Phát tay lái. Bánh rất là đẹp. Rất nhiều xe đẹp. Thế giới xe lưng luôn. Đúng là thế giới xe lưng thật rồi. Rất là nhiều. Quay sơ sơ cho anh em mà ưng nhìn con nào thì liên hệ nhá. Đây con này nâng. Đấy là lên, đấy là lên. Mấy cái xưởng nhỏ nhỏ mà anh em mà không khiêng vác được khoảng 100-200kg hoặc là 70-80kg thì anh em nâng bằng cái con xe này này, rất là tiện nhá. Bên mình cũng có con như này. Nhưng mà nó cao hơn chút. Nên nâng xuống xe ở ba cái xe tải, xe này xe kia thì một người có thể lên cục hàng 400-500kg vẫn nhẹ nhàng. 300-400kg vẫn nhẹ nhàng nhá. Đó. Thì ở các vùng không có thì ở đây sẽ có cho anh em.
Đây thì cuốn ống này, cuốn ống. Đây mình sẽ đi kiếm một hai con cuốn ống để cho khách. Khách đang cần một con cuốn ống rất là lớn, với một con lóc tôn, cuốn ống với lóc tôn. Đó, xe thì rất nhiều nhá. Đó, ở đây xe bao la luôn. Đó, mấy con xe lừng đẹp không? Lừng tay ấy. Rất là chất lượng. Nhìn là mê rồi. Đấy, các công ty nhỏ lẻ hay là xưởng nhỏ lẻ thì cần thì cứ alo cho em mua cho. Rất là nhiều thứ. Còn đây, thứ lung tung các loại. Máy chế biến đủ kiểu. Còn đây là thế giới xe lăng. Đó, mua mấy con này thì thôi rồi, nâng hàng đúng VIP luôn. 400-500 kg là ok luôn. Đó, xe lăng điện của bình ắc quy nó rất là. Đấy, rồi cắm cục sạc vô này, xài thôi. Đây, mấy cái máy dùng dùng hàng cho nó bóng, đánh bóng này. Đánh bóng cho mấy viên đá do là nó lắc cho nó mất cái ba vi ấy. Đó, cơ khí thì các bác xài bù lo ngóc ít thì xài mấy cái này. Đó, còn máy tiện nhỏ đây. Đó, hàng ở đây người ta đã dọn sẵn rồi, máy cuốn này, băng tải này. Xe lăng thì rất là nhiều. Bánh xe chịu tải chịu lực này. Đó, rác thải Nhật Bản về nhưng mà nói chung là vẫn còn tốt hơn là cái hàng mới, hàng Trung Quốc bây giờ. Hàng này chịu tải người ta bên đó là người ta liên hạn là người ta thải hả? Đó. Anh em mà có nhu cầu thì cứ mua. Nhắm mua được cái gì thì mua. Ê tô mua mình cả. À, cái máy linh tinh. Có cái mình biết thì mình báo, có cái không biết thì mình không báo. Ê tô mâm cọc quá trời đây. Cả ba cái máy cấp phôi tự động này. Đó. Cấp phôi này. Máy dùng dùng cấp phôi. Cấp phôi này. Máy mài nhám này, mài ba vía này, máy đánh bóng này, đó, còn máy cấp phôi rất là nhiều chứ, rất là nhiều máy chứ. Đó, các bác quan tâm thì